Esi para fruta du fazenda. Esi não é para vender. Esi para dividir o bobo do a quem fica trabalhando aqui para levar a casa do família dele, já? Oh! Ele também tá calado. Vai ficar, lida bem. Mais. Agora ganho. Tira já. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Danny. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần các bạn, anh em mình trở lại trang trại. Thì giống như cái ngày hôm kia mình lên đây trang trại, bây giờ là hoa quả là cũng thu hoạch được rồi. Thì bây giờ là không biết hôm nay là cuối tuần thì có người dân ở đấy hay không. Thì cũng thu hoạch. Một là sẽ chia cho người, nếu mà được nhiều ấy thì sẽ bán cho anh quản lý, vì mấy hôm nay gặp anh quản lý rất là khó vì toàn là ở trên chờ đấy các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần là chắc là về rồi, tí mình sẽ đi qua đấy. Và nếu mà được nhiều thì sẽ gọi anh ấy đi sang mua, còn không sẽ chia cho người dân về vặt uống ấy, thưởng thức cái thành quả của trang trại, mỗi người một ít, gọi là một ít 5 cái quà đó các bạn, 5 cái quà. Còn có cả đu nữa, đu đủ cũng gần chín ương cả rồi. Cho nói chung là thu hoạch bớt để cho ra cái lửa khác nha các bạn. Nghe bảo là cám rất là ngọt cho nên là hôm nay phải lên để xem như thế nào. Đấy. Các bác trưởng thôn thì không chắc là đứng ở đâu kia cả. Chánh này là cũng cái dây này là cũng thu hoạch rồi đó các bạn. Ở bên kia là đang hai hôm nay cũng đang dọn dẹp hết cả đấy các bạn. Thì bên kia đốt sạch cỏ bên kia đây. Đấy, để cay lên, cay phía bên kia đấy. Đấy, đen bên kia là chắc là đầu thịt cả đấy. Bên này là cám và chanh. Đây, xoài. Đấy, xoài không chín mà chuẩn bị đến mùa đấy, khoảng là tầm 2 tháng nữa là đến mùa thôi. Thì bây giờ là sẽ trồng tiếp các bạn. Đấy, cay đất là trồng tiếp những cái lương thực khác. Ư giời. Ư. Vui như hồi các bạn kìa. Ư giời. Voilà lê. Voilà lê bô. Mango tira de vaga, mango no es tipo bandido tira de vaga. ¿Cómo es? ¿Todo bien, sopa? ¿Cómo es? ¿Guay, Luca? ¿Ay, cuéton? ¿Es hoy? ¿Todo bien, eh? Todo bien, si es la verdad. ¿Es hoy no va a do y grega? Ok. Sí, sí, ahora. Estamos allí a ver ese nuestro aredo, esa nuestra fruta. Ok, cam, cabrón. Chin, dung, luôn. ¿Cómo es? ¿Fisi? Bien reproducida. Tiêu cân đâu không? Ôi chị Đông Minh cũng sẽ ra kì. Bà thường tối này cứ lâu lâu cứ quay lại đấy. Tôi sẽ gọi kì. Đông Minh. Sốp à? Sì. Tụi bệnh này, ok. Dạ, đã tiếp bao nhiêu sông? Dạ. Chắc là cũng được khoảng 2 khái này. Không phải còn ngọt hay không? Em chỉ tạo đôi xí? Tạo đôi. Muito doce. Bem madurinho. Muito doce mesmo. Dá para fazer sumo. Muito doce. Aí tem mọi người bảo là ăn rất ngọt đấy các bạn. Đấy. Esse é bom lá. É boa laranja. Bom. Nutritiva. Quả bé bé này đây. Boas vitaminas. Nghe bảo là ngọt lắm nên bây giờ mới thử. São coisas boas. Voilà lê. Người dân bên kia đã chẳng nghỉ ăn trưa. Hôm nay chủ nhật cùng làm đấy các bạn. Đấy. Bên kia. Nó nghỉ ăn trưa đấy. Nó ở quán bên kia. Đấy để tiếp tục làm công việc. Rõ ràng đánh mạch đây, bản nào bản đấy làm, từ giác làm, từ khai thác, không được để đất nghỉ. Nào, muita laranja, senhora. Cám này đủ đủ. Bem bonito, bem madura. Hả? Tem bom sumo. Bom sumo? Tem bom sumo. Sabor de laranja. Dạ, sopa. Obrigado. Bem, vamos aprovar aí. Muito obrigado. Melhor senão? Tá doido. Cuia muito bem. Boa laranja, cuia. Ngọt các bạn, ngọt liền vương. Tá bom. Tá bom, bem maduro. Cái này nếu mà được ít vừa thì sumo dele gostoso. Mình sẽ chia cho người dân. Tem bom sumo gostoso. Tá bom, sim. Tá bom. Quả thơm cơ ra. Não, tá cuia. Ê. Ô, đi mà. Cái đây bạn làm nước cám uống được các bạn. Để sao cái xuân xong. Tía cho người dân. Còn bán thì vừa thế này thì được ở đây khoảng 2 cây thì không ai bán đâu. Để tía cho người dân thưởng cái thành quả của trang trại đấy các bạn. Còn hôm sau thì bán sau.
Chánh thì chánh thì bán được, chánh thì ăn nhiều không hề được thì phải bán. Còn cái cam này là chia bớt cho người dân để người dân đưa về nhà đấy. Đấy. Những ngày nắng nối này làm việc cũng rất là vất vả. Ê bué chứ, bué. Rất là sái quả nha các bạn. Để bué thì là nặng. Hái hết luôn đi. Chín cả đấy. Để nó rùng hết. Gió này mùa này gió rất lớn. Người dân ăn trưa xong nó sẽ chia. Bá Khải, đây là Bá Khải. Đi ra chưa? Mấy tên lúc sau? Tên lúc sau, phụ mẹ lúc sau. Ui, nhìn quả cá mà con này. Chín rục luôn này. Chín chưa? Chín như này. Đấy để thu hoạch giòn cho sạch là sẽ tiếp tục trồng sẵn và khoai. Đấy, trồng sẵn và khoai, đây là ngô, lương thực chủ yếu. Nào cà rê cũng chuẩn bị. Cà rê cà bèn đấy. Như các bạc đường thôi nó chủ nhật với mọi hôm nó chủ nhật ít khi thầy lắm nhưng bây giờ chủ nhật là thầy rất là đông. Vì là làm được cho nên là cũng có tí thu nhập các bạn, có tí lương thực. Bué lê lê. Bué đã đủ cây đủ cho. Vai sẽ gắt tới cái sao? Vai sẽ gắt. Vai sẽ gắt tới cái. Ati vai sobra. Đúng mình ngủ tí đây xí chưa? Đây, cám các bạn. Cái này về cắt đây là làm được cá uống cũng được hoặc là ăn thế này cũng được. Thế này bán thì cũng chúng là bán được bá khẽ này thì. Rồi sẽ cầm đến mấy ta rồi. Không lại đâu. Lại rồi start. Vẫn chỉ bán thế. Muối từ Laran chứ? Muối từ Laran cho em. Thế là sẽ cầm một trích. Quả bé bé vừa này thôi nhưng mà mỏng được lắm. Xích nhỉ? Não, é só atira só. Muito sumo, muito sumo. Muito ruim. Muito sumo. Nós estamos aí só a gastar a vez. Ir à praça. Está quase, né? Está quase. Pai, vai chegar até a casa. Vai chegar. Ah? Vai chegar muito bem. Vai chegar ainda vai estar. Oh, ui. Đấy, nhẹ nhẹ được một khay rồi. Ta là lấy chi mày? Tên mới ta là ra chơi kìa. Tí nữa còn đu đủ nữa các bạn, đu đủ. Quả nào mà ấy cũng hái luôn, xuống chia hết cho người dân luôn. Còn đu đủ sánh thì không sao mình sẽ làm những cái món giống như nồm đu đủ hoặc là cái gì đấy để cho người dân biết cách ra đu đủ sánh là cũng sẽ ăn được chứ không phải là về mồi ra chơi chín nó sẽ ăn đâu. Nồm đu đủ này ăn rất ngon. Xây á? Xây ra cho nó ta. À. Esa aquí también falta un bocado, mas aquí de esto. Aquí también tiene mucha laranja aquí. Queremos ya ser acá. Cái này chia cho người dân chắc vui lắm đó các bạn. Một người ít nhất cũng phải được khoảng dám 7 quả này, 10 quả. Đấy, đưa về nhà con cái ăn. Ta lại lách chim ai. Thế là ăn chắc. Thế chắc có cargo. Nó brinca mesmo. Có một cái các bạn, một cái mà tần mấy khay luôn đấy. Y 50 pan puede ser un más fuyo aquí si es de laranja. Aquí por ahí. Diga. Cuidado. Ở vai bateu. Essa aí tá cheia. Agora falta. A tua falta um bocado. Ok. Ok. Yeah. Leva naquela. Leva aqui. Leva aqui. Leva aqui. Đấy, bây giờ khay bên này là đây rồi các bạn ơi. Đây khay này, bá khay đây. Bá khay hả? Cũng hay được. Cái này phải 4 khay không 4 khay. Là vai sobrar. Sobrar, né? Vai sobrar. Vai deixar, vai deixar. Essa aqui tá muito cheia. Hã? Apanha isso lá em cima. Hoje já tá limpa lá a sopa? Hoje a limpa capim lá tudo já? Já está tudo limpa? Já está tudo limpo. Virar um aqui no meio, só falta onde que está duro, que tem pedra. Tem pedra. Ok, tá bom. Eu vou andar vendo. Já tiramos o quê? A senhora? Hã?
Lixo já, esse já sabe cataraga. Ah, tá. Outro tá bonito, outro estragou. É, sim, sim, não tem problema. Quem quer comer? Anh Domingo bảo là hôm nay đó dọn sạch giờ những cái giờ này thôi, mình đi xuống xem thế nào. Còn ở phía trên này đấy, ở phía trên này thì mình nói về bà trưởng thôn, về anh Domingo ấy. Esi aki lanchi ma ki tambeng. Ko versa limba ya ki. Aki aki. Tu duai ya. Esi de poi agora tembu esi. Ta ta mete ki ai. Aki a perspectiva é meter la tomate. Não, esse tembu não é tomate mais não, é? Não, cebola senhora, mas cebola. Esse tembu esse tem que meter tipo batata, não é? Batata. Doce. Batata doce, provavelmente tem. O comão está frio ainda não. Ah. Esse é no mês de agosto, não pega. Ah, não, né? Esse é no mês de agosto. Só próximo mês, agosto. Próximo mês. Sim, próximo mês. Esse próximo agora mês. Também tem tomate, mas esse está demora muito. Ah. Tomate demora muito. Próximo mês não, dá para meter. Não está demorando. O tomate está vindo. Esse tomate até está serrado. Ah, está serrado já, bem. Esse tomate com muitas latas. Está crescendo. Outro já está metendo. Ah. Esse até setembro. Setembro já estamos a vender. Não, agora olha lá em cima aqui. Vai até lá em cima lá. Esse é som. É, sau phải mở rộng thêm chăn nuôi các bạn. Mình sẽ mở rộng thêm chăn nuôi thông nữa. Esse agora quero lavar para fazer tipo caja de um pouco de cabrito, um pouco de porco. Ah, ok. Para fazer esse do lado aí. Então depois ver aí arranjar uma grupo para fazer adubo. Né? Vai fazer esse do lado do batido do caja aqui, são vai crescer coisa, cabrito. Sim. Cabrito, depois a porco. Já, esse do lado. Do lado é porco, do lado é cabrito. Esse é chuyển sang thêm mở rộng, thêm chăn nuôi, bạn, mở chăn nuôi. Giờ này chắc là giòn sạch sẽ cả đấy. Đấy, người ta đang nghỉ ngơi ăn trưa. Bây giờ trưa đây, chiều đây thì chúng phải trưa đấy. Bây giờ tầm đâu đấy là khoảng tầm, bây giờ là 1:30 đấy các bạn. Một giờ chiều đây, gần 2 giờ chiều đây. Walali! Walebo! Walebo! Tudo bem, né? Tudo bem. Já tá cozinha? Ok. Tá cuia? Tá cuia. Assim tá bom. É bonito. Đang nghỉ ăn trưa nha các bạn, đang nghỉ ăn trưa. Đấy, đấy, hôm nay làm sạch sẽ đây. Ở chỗ này nó sẽ... Chỗ đây là mình sẽ mua cái lưới che này đấy các bạn, lưới che này và sẽ là làm giống ở đây. Esse depois comprar mais aquele lá em cima, aquele breto tipo da tua lá. Esse vai do por aqui, esse vai crescer semente. Mete aquele lá em cima breto aí. Isso parece. Para criar uma sombra, criar sombra, sombra. Sombra, sombra, mete assim. Esse do lado aqui, do lado aqui para crescer semente. Sim. Esse aqui do baixo. Semente mete aqui, depois leva, divide agria lá fora. Esse aqui são semente, são. Ah, esse é para semente, sim. Được, cái này không dám làm cỏ hết chứ bạn, sợ bị lở hết đấy, lở. Esse depois mi lôi apri ra, xin đi ở đây tôi ra. Apri. Apri aqui vai até lá. Ôi giờ ở giá phải ra kia này. À xin em limpa rồi. Hôm nay đã làm sạch cái chỗ dưới này rồi. Con phía trên này này các bạn này. Đấy, giờ phải làm sạch cái thẳng xuống như này luôn. Từ đấy xuống như kia làm sạch luôn. Đi thẳng xuống như kia. À tới pé rồi đấy. À xin tao bông đấy, xin tao bông làm mà. À xin tao bông. Bây giờ đang trở đặt đây đây. Đặt đây là cây trở vì đấy đặt cũng bằng phẳng. Đấy cho nên là không được tầm nhìn, nếu mà nhìn như thế này là không thể nhìn thẳng thẳng các bạn. Vì chỗ thì nước, chỗ thì ấy, chỗ thì đôi, nên là không nhìn được thẳng. Nó phía trên này thì sẽ đông ngố đi. Em xin anh xin mai xong kề, ở mi liu đi. Ở mi liu. Próximo mês de agosto. À, ở mi liu. Ok, tá bom. Và bây giờ phi là. Phải giờ phi là số. Ok, đây là chỗ dưới này là Tú Vi Ly, vậy là bản làng, phải gia đình anh Domingo nha các bạn. Phía trên kia là của bản Kangulu về, phía tịt dưới kia là của bản làng Bangu. Đấy, ba bản ba nơi. Và bây giờ mình cũng nói và giờ là phải dọn hết sạch sẽ để mà ở phía chỗ nào đã trồng cỏ rồi sánh tốt rồi thì để đấy nguyên đấy, còn những chỗ nào thế này thì mở rộng để mà chuẩn bị cho sắp tới là sẽ trồng ngô vì sáng tháng 8 các bạn.
Ese 15 de 15 de abril, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí es 15 de agosto, ¿no? De agosto, sí. Para crecer, ¿ok? Milho. Milho e batata doce. Milho e batata doce, sim. Aí tá bacana, bacana. Em agosto já tem calor. Calor. Ah. Agora sim não pega porque devido ao frio. Ah, aí no domingo é bacana lá. Tháng giữa tháng 8 là bắt đầu còn nắng là không lành mày nữa, nhưng bây giờ thời điểm này rất là lành và trong giống cực kỳ khó lên. Nhưng bây giờ là cái trời đất phơi đi, phơi khoảng tầm 15 đến 20 ngày gì đấy, một tháng là phơi đất như thế. Thế để mà sang tháng 8 là sẽ trồng. Hiện tại thì tem bút vì ra đây para que elim sol y el mata bichu ya. Sí, sí, para. Bichu vira de área. Vira de área. Bonito. Fica bonito de boa. Chegaria agora é somete. Somete. Así está bom. Đã chỉ nói trách nhiệm thì đến các bác trưởng thôn thì bác trưởng thôn chỉ hướng dẫn người dân và chia người sắp xếp người để làm việc nha các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay như là thu hoạch là được ba cái khay này là cam đấy, cũng có định gọi cho anh quản lý đến bán, nhưng mà thôi cái này đây thì ở trang trại đây thì sẽ chia cho tất cả người dân ở đây, tất cả những người đang làm việc ở đây ở bản nào đến thì mình sẽ chia cho người đấy là một ít làm cái quà, đấy là quà của trang trại, đấy cái thành quả của trang trại. Ya bo bu SEO như là đan ya si milio para DVD para tu du eleva ca ya come ya. Tá bom ou não? Tá bom. Cuia. Cuia. Esse para fruta do fazenda. Esse não é para vender, esse é para DVD do povo do quem fica trabalhando aqui para levar a casa da família dele, já? Oh! Já tá bom, então agora do quem? Daí, thì, bây giờ, đấy là chắc một người cũng được khoảng tháng nay, khoảng 6-7 quả gì đấy. Để năm qua gọi là cái quả của trang trại các bạn, để mà nhiều, có nhiều, để mà chia thì không có, vì cám ở đấy cũng được có mấy cây thôi. Đấy, hôm sau tránh thì bán lấy tiền thì sẽ chia mua phân lân đàm cũng như giống thôi. Còn bây giờ là cái này thì chia để về vắt uống. Dạ! Cái này bây giờ phải là CB nhá. Obrigado. Tao thì bây giờ. Vem daqui lá amanhã, pode. Já tá aqui, já, mano. Obrigado. Fui a. Tá bom, obrigado. Já. Outro, outro. Aí, một người cũng được khoảng 6-7 quả, rất nhiều các bạn, nhiều lắm. Tá aqui, já, mano. Já, já, já. Ok. Já tá aqui, já, mano. Ya mai, le va ya. Otro mai, taki. Okay. Là cái động lực cho người dân đó các bạn. Dạ ta bom. Okay. Otro sopiu. Ya. Cuya. Cuya. Certamente. Ya, otro. Olha. Cuya. Ấy giờ chia thế này tí nữa con thưa thì sẽ chia tiếp cho các bạn, không nó sợ không đủ. Dạ, ta kì mày. Dạ, ta kì, ta kì, ta kì. Dạ, bị gắt chả. Dạ, quá nhỏ. Dạ, quá nhỏ. Dạ, mình đi nè. Ta kì nhá. Ta kì, ta kì, ta kì. Dạ. Ôi, nó thế chứ. Là, ấy, bên này, các bạn này, bên này cũng gần mấy em đằng kia. Chắc là hơn chứ đấy. Bây nó cắt ra, cô ấy. Dạ, ta kì, chúc mày này nè. Cảm ơn anh nè. Hola, cuya. Está aquí, toma. ¡Siempre! ¡Vale, vaya! ¡Vale, ah, pon la camisa para pa, pa, ya, está aquí, ya. Oh, pon, toma. Cuya. Ya, está aquí. ¡Ok! Ay, nhiều các bạn, một người phải hơn đấy. Nhìn thế này nhiều phải đấy. Ya. Otro, vay. Otro, vay, rápido. Không có túi bóng đấy, mới lên. Ô là cái gì sao? Ai ai ai. À, biết thế nhiều. Dạ, ta kì nhá. Cảm ơn nè. Ta kì nhá. Ô tao đâu? Nà, ôi chị. Ôi chị phát tù ra. Ok. Cái nó recebeu para mim. Cái nó sẽ bay bay. Põe na camisa, óbvio. Tengo ahí, saco, saco, saco. Bueno, vale, te estaba ahí metiendo en un pie. Saco, saco. Chao. Ya. Pues la camisa, man. ¿Tata dónde está tu mara? ¿Por qué? Mira, mira, mira. Uy, ya. Ya, cuya.
Outro dano. Outro, quem falta? Quem não recebeu? Venha, mamãe, dá uma volta. Tá aqui, mãe. Mãe, leva. Ah, outro. Nhưng cái người được đó còn ít, tí nữa mình sẽ thêm nữa. Dạ. Olha só. O DVD do Akan recebeu por e-mail. Tá bom com ainda. Leva a caixa, vai lá. Tá aqui. Isso, leva lá. Quem recebeu por e-mail? Já. Yeah. Yeah. Receberá primeiro. Nós vamos dividir talvez depois. Yeah. Ah, vocês não receberam ainda? Ninguém me mandou com chove com a esse bolo. Ah, já receberam? Já receberam? Ah, pois. Tá indo no mano pé. Oh, ele também tá calado. Vai ficar, lida bem. Mais. Agora ganho. Tira já. Dạ. Thôi, đó là nhiều luôn. Những người đã thêm một khay thì gặp bạc đường thôn được, gặp bạc đường thôn này, em làm việc đây. Sao bà tao này, sao bà? Đã bà tao này, thì đang được sao cùng. Nào, bên cái bà. Dạ, sao bà tao không? Dạ, bà, obrigado. Bạc đường thôn đây này. Ok, obrigado. Cuya! 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 Bạn đoàn thôn là thêm tí, thì không lớn hơn. Sao vậy? Cuya! Oh, tá bom, obrigado. À, outro sopa. À, sopa đây này. À, sopa đây này. Đây, để bạn đoàn thôn là bỏ ấy tí, bạn kiểm báo cầm về nha các bạn. Mình cùng cái này quên cầm báo đi. Ok. Đấy, các bạn đoàn thôn là phải thêm. Obrigado. Yeah, tá bom. Tá bom. Bạn đoàn thôn là cuối lúc. Vou também yeah. Vai por aqui. Já. Yeah. Eu agora vou levar. Agora você é perigo, eu. Essa aqui era minha. Ah, era pra mim. Então faz meu amor. Ah, eu vou ficar aqui. Já. Aí. Carreira. Dạ, tá bom. Đây là của anh Domingo, vậy là bạc đường thôn này, vậy là mày em làm này. Si, você com sopa và com bung ghê về. Dạ, đi bên đi aqui, tá bom, pessoa. Tá bom nào, cuia! Nói chuyện với anh em rồi. Dạ, sopa bà mới đâu mà. Dạ, tá bom, assim. Đấy, bạc. Bạc được thôi. Dạ, xin tạm ơn. Vỏ hơi dày nhưng mà ngọt lắm các bạn. Muito doce. Muito doce. Muito doce, muito doce, muito doce. Esse é muito doce. Não sei mesmo o sumo. Bom sumo. Nutritivo. É verdade. Recuperativo. Não, tá cuia. Isso é maravilha. Diz que puxa nas orelhas. E não dá mais para falar. Ok, bạn thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần trở lại Trang Trại là thu hoạch một số nông sản. Đây là chia cho người dân ở Trang Trại để thưởng thức những cái thành quả trong những cái năm tháng vừa qua. Đây cùng mọi thứ là bắt đầu cũng là đi vào bà đem rồi. Đấy bây giờ là sẽ tiến hành trồng trọt tiếp cho những cái lương thực cho đến một năm là hai mùa đấy bạn, hai mùa lương thực, còn lại là mùa được đấy rồi thì là trồng cà chua rồi, thu hoạch rồi, bây giờ chuyển sang tiếp lương thực để trồng trọt tiếp để người dân là có cái cuộc sống ấm no hơn. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Bản Lăng Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Velekete. Velekete. Amanhã me dá boleia.